Thì chào các em học sinh lớp 4 Bây giờ giáo hướng dẫn các em cái bài Tiết 3 ấy, Ôn tập về phép cộng phép trừ đấy Thì ở cái bài này đầu tiên là đặt tính rồi tính Thì nó y như cái bài khác thôi Em lưu ý được cái bài này nhé Ví Dụ như cái bài này, tính đầu tiên là 187.250 Cộng với lại 16.593 Thì em lưu ý cái này phải đặt tính đúng Đơn vị đừng thẳng đơn vị Trục thẳng trục trăm thẳng trăm Các hàng còn lại thẳng cột với nhau Đấy thì ta cộng sẽ đúng Phép trừ này bài này cái trừ này thì các bạn lưu ý là cũng vậy đặt thẳng cột nhé nhưng mà phép trừ nó khác phép cộng là mình mượn ở hàng trên thì khi mình trả thì mình lại phải trả xuống cái số trừ mượn là số bị trừ nhưng mà trả số trừ lên trước ngó Đấy. đặt cũng phải đơn vị thẳng đơn vị chục thẳng chục chặt trăm thẳng trăm và các hàng đơn vị thẳng cột với nhau thì nó sẽ ra kết quả đúng Đấy. cái bài này em chỉ lưu ý lên như vậy thôi còn cái cách trừ với cộng thì các bạn phải biết rồi nhá thầy giáo cũng không không đưa ra kết quả này các bạn sẽ tự làm này, tự làm những phép tính này nhé chỉ lưu ý là viết số các hàng thẳng cột với nhau các em tách các thầy giáo thành lớp ra thì nó sẽ đẹp còn nó sẽ đúng đấy là bài tập số 1 nha còn giờ ta sang bài 2 bài 2 thì bảo đúng đúng với sai đúng không thì mình nhìn đây mình có thể phán đoán ngay mình cái này có nhầm được không đấy, cái này thì 130.000 cộng 170.000 thì bằng 300.000 thì cái này đúng rồi đúng nha cái này đúng đấy cái này đúng đó. đó cái này thì 800 800.000 trừ 250.000 450.000 cái này sai rồi cái này sai 10 cộng 5 cộng 5 bằng 10 với 0 những 1 đây là có 7 7 700 cái này sai này. Đó. cái này thì 12.000 chứ 5 à 12 triệu chứ 5 triệu thì còn 7 triệu 7 triệu chứ 2 triệu còn 5 triệu cái này đúng đấy này để dễ quá đúng không nhỉ mà này quá đơn giản này đã xong bài tập số 2. Bây giờ tôi sang bài 3. Bài 3 là cái bài trọng tâm của cái, cái, phần này này. Cái bài này là cái bài toàn đố. Bài, bài tài toàn giải toán có lời văn. Sau buổi lễ chào cờ thì bạn Thủy thu dọn ghế nhựa của lớp. Thì thấy có tất cả là 43 cái ghế nhựa màu xanh và màu đỏ. Số ghế nhựa màu xanh nhiều hơn số cái sự màu đỏ là 5 cái. Hỏi lớp của Thủy có bao nhiêu ghế màu xanh và bao nhiêu ghế màu đỏ. Vậy thì mình phải... Thôi, phải đặt cái câu hỏi là bài toán cho biết gì và bài toán yêu cầu gì đấy vậy bài toán này cho biết là gì có bốn ba ghế và trong đó có cả xanh và đỏ này và số ghế màu xanh thì nhiều hơn số ghế màu đỏ vậy thì đố có nào biết đây là dạng toán gì à, chúng ta sẽ nhận ra ngay đây là dạng toán tổng hiệu với đâu là tổng tổng là 43 đúng không 43 cái ghế tại sao gọi là tổng vì trong đó 43 cái thì có cả ghế màu xanh và ghế màu đỏ đấy, xanh với đỏ cộng lại là bằng 43 cái đấy đâu là hiệu Số ghế màu xanh thì nhiều hơn số ghế màu đỏ là 5 cái Vậy thì số ghế màu xanh Cái số 5 này gọi là hiệu Đấy. Số ghế màu xanh nhiều hơn số ghế màu đỏ Vậy thì số ghế màu xanh sẽ là số lớn Và số ghế màu đỏ sẽ là số bé Đấy Mình xác định như vậy thì mình sẽ giải bài toán này Còn cách giải bài toán này chắc chắn các bạn biết rồi Ví dụ tìm số lớn Ví dụ tìm số lớn đúng không Thì nó sẽ bằng là Tổng cộng với hiệu Đấy. Tổng cộng với hiệu rồi chia cho hai Đấy. còn số bé thì nó sẽ bằng là tổng trừ đi hiệu rồi chia cho hai đấy thì giờ mình xác định ở đây rồi thì số tổng nó sẽ là 43 mà hiệu nó sẽ là là 5 đấy màu xanh ghế màu xanh thì là số số lớn mà số màu màu đỏ thì là số bé đấy. vậy thì mình tìm dụ tìm số ghế màu đỏ trước đúng không số ghế đỏ số ghế đỏ là đấy. Thì em viết vào thôi đúng không? với đỏ thì em sẽ lấy là nó là số bé mà. Thế nên sẽ là bằng 43. Đấy. Trừ đi 5. Hiểu mà, là nó là, là số bé mà, Để chia cho 2. Chia cho 2 này là cái gì? Là hai lần đấy, hai lần số cái đỏ đấy. chia 2 thì nó ra một là ra cái đỏ. 43 mà trừ đi 5 là còn 38, 38 chia 2, 19. 19 cái ghế 19 cái đúng không nha 19 cái Đó. Để ra biết rồi biết cái cái này là 19 rồi thì tìm số lớn thì mình lấy tổng thôi lấy số ghế số ghế xanh là xanh là số lớn mà em lấy tổng này là 43 mình trừ đi cái 19 này là cái số ghế đỏ thì nó ra số ghế màu xanh này thì 13 chứ đi 9 là còn 4 này trả 1 đây là 2 4 chứ 2 còn 2 này 24 ghế này đáp số đúng không nha đáp số đỏ 19 xanh 24 này thì em lấy cái 24 em cộng với này xem nó có ra 43 không đấy cộng ra là 43 lấy cái này trừ đi xem nó có ra 5 không nha đấy đúng rồi đấy em bài toán vậy thôi là xong bài toán này là dạng bài toán tổng hiệu ta sang bài 4 bài 4 thì uh, muốn điền được dấu lớn đấu bé đấu băng đây. dấu bé dấu bằng đây dưới nhỏ bằng thì các em phải tính hai vế này nhá các bạn tự tính đi đúng không tính xem bên này ra bao nhiêu bên này bên này phải làm đúng ngoặc trước này đấy em có thể viết vào đây này xong tính ra xong điền dấu nhá đấy. bài đấy chỉ là cách làm như vậy thôi tính hai vế xong so sánh hai vế thế là xong bài số 4 quan trọng nhất là các bạn làm được cái bài nhận ra là bài tổng hiệu bài số 3 rồi thầy giáo chào các em